Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Ducati X Adivo 2009 lộ diện hình ảnh trên đường chạy thử. Cái chiếc Ducati X Adivo là cái mẫu cruiser siêu phẩm ẩm chọn các giải thưởng thiết kế xe danh giá. Ducati đã tiêu tốn tiền và của tập hợp đội ngũ thiết kế nghiên cứu rất là kỹ lưỡng ở thị trường Mỹ để đạt được hiệu quả hút khách hiện nay. Và mới đây, hình ảnh V2009 của mẫu xe đình đám này trên đường chạy thử. Hãy cùng dự đoán xem ở phiên bản này sẽ được nâng cấp những gì sang bản cũ. Ducati X Adivo được đóng gói đầy cảm hứng từ cái sức mạnh động cơ V-Twin Tesla Jetta với dung tích 1262 cc, được ra mắt lần đầu tiên vào cái năm 2016 trong cái màu đen huyền bí. Và cái chiếc Ducati X Adivo ngay lập tức thu hút được cái sự chú ý từ các cộng đồng xe bánh trên toàn thế giới nhờ vào vẻ ngoài đầy ấn tượng, ghi điểm tuyệt đối. Và đến cái năm là 2018, Ducati tiếp tục làm mới cái chiếc Adivo S với cái bản màu sơn trắng độc đáo. Và phiên bản năm 2009 trong clip này sẽ là những gì khác biệt so với cũ. Và đây cũng là một câu hỏi đặt ra đối với những tín đồ của Ducati. Theo dự đoán, nó vẫn giữ được cái khối động cơ 1262 cc với công suất tối đa rơi vào khoảng 160 mã lực. Có thể phiên bản năm 2009 sẽ được áp dụng điều chỉnh hệ thống chơi mới. Một điều không thể không nhắc đến là cái sự trỗi dậy của hệ thống lái xe. Bukiai mang lại cái sự trải nghiệm lái xe tích cực hơn. Vị trí đặc trưng cũng tạo một cái sự khác biệt với vị trí đem lại cái sự thoải mái, không thuộc vào như trước như cái chiếc X Adivo hay cũ. Cái bộ cấp đơn thừa hưởng từ cái chiếc Superbike 1290 Barclay. X Adivo không hề chỉ hấp dẫn về mặt ngoại hình, hiệu sức vận hành mạnh mẽ cũng là khả năng điều chỉnh linh hoạt dễ dàng hấp hồn những ai vô tình cầm cương cái chú ngựa chiến ngày mãi này. Bao gồm là 3 chế lái gồm Sport, Touring, Urban. Công nghệ an toàn gồm có kiểm soát hành trình, kiểm soát cái độ ẩm đường, đo lường lực quán tính EMU. Và cái chiếc Ducati X Adivo 2009 dự kiến sẽ được ra mắt tại triển lãm ESMA năm 2008 trước khi bán ra chính thức vào đầu năm tới. Còn với sự xuất hiện của chiếc BMW S1000RR 2009, mọi chi tiết sẽ được chúng tôi cập nhật bổ sung thêm một clip tiếp theo. Cảm ơn bạn đã theo dõi kế tiếp, nhớ like, subscribe.